mình chào bà con hết bà con ơi hôm nay mình chia sẻ cho bà con là mình nói hổm cái clip mà nuôi gắn con đó hôm nay mình mới chia sẻ cho bà con được tại vì hổm gà mình đau cũng gần 20 ngày rồi cho nên mình cũng khó khăn mình mới đỡ đỡ mới xuống em tài mình quay cái chuồng gắn là nó ăn mồi thế nào cho bà con coi thôi cho bà con coi cái cách em tài nuôi thế nào ra gắn con ra sao ha có đạt hay không đó lúc trước mình có quay cái clip em tài rồi mình xuống mình coi cái chuồng đạt hay không là mình vẫn biết nhưng mà sự nó lên ăn mồi hay không nữa thì bà con đâu có tin được đâu phải quay những cái cảnh nó ăn mồi như thế nào con gắn con ra sao nó ra đạt hay không đó rồi mình mới kêu thằng em bên tiền giang qua tìm bến tre qua nữa nặng chưa có chứng kiến như thế nào cho biết mình chỉ nuôi cách sao cho nó đạt cho nó được thôi đó, chứ mình không có quay cái cảnh đó thì bà con nghĩ đâu là không có đúng là như vậy nghĩ quay cái chuồng mình nói đạt là không đạt thì nó khó xử cho mình lắm cho mình mà mình bắt buộc phải đi một chuyến mình mới quay cái cảnh đó cho bà con coi trong khi đó mình quay một clip nhưng mà bị nó nhảy máy thành ra mình mới quay thêm clip thứ hai mấy cái đoạn ra mấy phút nữa thôi đó thì hôm nay mình chia sẻ cho bà con con gắn nó khô da là nó thiếu nước còn nó vàng da bụng thì nó dư nước thì mình tiếp tục mình nói với bà con luôn nó vàng da là nó nó dư dư nước đó còn nó khô da là nó thiếu nước mình sẽ chia sẻ cho bà con cái cách đó nuôi con gắn con nó được nó đạt như em tài dưới nha rồi á mình gợi ý cho bà con bà con nên là mình gợi ý mình không có chỉ thẳng nha bà con mình gợi ý như bà con nào sáng suốt thì tìm ra cách đó là nuôi đạt còn bà con nào không có không hiểu gì bao nhiêu thì nó hơi chậm một chút nha đó Bà con nên xem những cái clip mình chỉ trước khi làm chuồng nuôi gắn hay hoạt là cách bên con gắn nuôi ra sao. Bà con coi cái clip lợi mấy cái clip đó. Rồi bà con bình luận ra trong cái những cái đoạn nào nó quan trọng đi vào nuôi con gắn. Mình lấy cái clip này, cả cái clip kia. Mình nhắc bà con nhớ nghe bà con coi cả clip mình chỉ bên gắn hang Bên gắn nuôi đó bà con lấy cái khúc này, cái khúc kia mình ghi bà con như đó là bà con gáp lại làm cái chuồng cho bà con là bà con nuôi là đạt thôi chứ không có cái gì cả là nuôi như em tài với trà vinh đó mình không có chỉ thẳng lên lên đây là mình không chỉ thẳng nha bà con khi nào bà con nào nhiệt tình quyết tâm nuôi an là mình mới chỉ thẳng bằng cái thiệt tình mà mình nhận cái người đó mình dạy là người đó phải đâu đó đàng hoàng mình mới nhận được đó là mình mới chỉ ngay thẳng còn cái này là mình gợi ý cho bà con nên xem là những cái clip mình chỉ ra clip bên nuôi gắn thì bà con lấy từ cái khúc này cái khúc nào đi sâu vào nuôi gắn cái khúc clip này khúc này clip kia khúc kia thì bà con nên lấy cái đó ra bà con nuôi là được thôi đó còn hôm nay nè mình nói với bà con đó là nuôi con gắn con đó nha nếu bà con thảy lựa qua con gắn giống của mình nuôi cho nó đẻ mà con nó nở lên nó vẫn sống không bị hao hụt thì bà con cái chuồng của bà con làm con gắn con là nó nằm dạng khoảng từ 3 tháng rưỡi tới 4 tháng là cái cây cỏ nó mềm mại nó một nó độ ẩm nó đầy đủ cho nên là bà con nuôi con gắn con mới được dưới 3 tháng bà con nuôi không con gắn con cả vấn đề nó khó khăn giữ lại dữ dàng lắm có khi từ khi cái chuồng mình chuẩn dữ lắm thì nó nuôi được chút ít thôi chứ không nuôi được đạt nhiều đâu đó rồi á là cái thứ hai bà con nếu mà nó dư nước ha thì bà con mình có chỉ không là nó vàng da bụng ha thì mình chỉ bà con nếu nó dư nước thì bắt buộc cái cây cỏ đó, đó cái cây cỏ những cái mình để trong chuồng đó thì bà con như cây cỏ này nè trong chuồng bà con phải bươi cho nó tới đáy ha bà con bư tới đáy luôn Bư tới đây Bư tới đáy luôn bà con móc bỏ hết bà con đùa cỏ qua bên bà con để cát mới lại ha để cát mới lại hết mình bưng tới đâu mình sửa tới đó bưng tới đâu sửa tới đó chứ mình không có tóc nguyên chuồng ra hết chân mà mình để vô lại là không có phải mình bưng tới đâu mình thay tới đó bưng tới đâu thay tới đó mình sửa sửa từ từ lại hết đó vậy đó là nó mới đủ nó mới khô nước lại đó là con gắn nó dư đủ nước nha bà con nên nhớ rõ đó là thì bà con coi cái clip của em tài rồi đó thì tại sao con gắn nó trắng tư nha trắng cả và bụng nó rất là đẹp nó bóng dữ dằn luôn mà nó đẹp bà con có coi cái clip đó thì bà con biết là cái clip em tài trà vinh đó cho gắn ăn mồi đó để em tài trà vinh thì bà con coi cái clip đó coi con gắn cái da bụng nó rất là đẹp nó rất là bóng ha còn cái dư nước thì mình chỉ cho bà con ấy cái thiếu nước cái thiếu nước á thì mình chia sẻ cho bà con như vậy nè đây là cái ống bình minh ha ống bình minh là mình gọc nè bà con thấy rõ chưa mình bữa nay là mình gọi cái ống bình minh là đâu đó đàng hoàng cho nó rõ cho bà con dễ hiểu nhưng bà con đâm ống bình minh đó thì bà con nên đâm ống 60 ống 60 bự hơn này ống này là 49 thôi ống 60 bự chừng nào thoáng gió chừng nãy mình chia sẻ với bà con cách đâm ống bình minh đó là mình gọc làm ống hơi cho nên cái chuồng của mình mới để vô mình để cỏ để gác vô là mình phải đâm ống bình minh liền xuống dưới theo tay nó liền là bà con đâm mới trước khi bà con đâm cái chuồng mình đầu tiên là bà con nên đâm khoảng 4 tắc mình nói bà con hiểu rõ không nè bà con đâm khoảng 4 tắc một cây cho nó đều lỗ một chút xíu là bà con nuôi ông quán con mới đạt sau này nó chỉnh cái chuồng mình rồi bà con rút dẫn rút bớt ra cũng được hay bà con để đó luôn cũng được chứ không có gì cả hết nhưng mà mình rút hết ra thì chưa biết cái chuồng mình nó chỉnh hay không mình rút hết ra thì nó khó xử lý cho nên bà con phải để ống bình minh đó cái chuồng mình khô nước thì bà con nên mình có cái tủ đá đó, tủ đông đó tủ đông mà mình làm nước đá tủ lạnh đó thì mình nên đừng có lấy nước đá của thằng mua mà ở chợ đó bán nước đá cây là bà con xài bên cái chuồng gắn mình không được đó bà con phải mua mình lấy cái cái làm cái gì mình làm nước đá lạnh mình để chung bên cái tủ đông bên cái ngăn đông của tuồng thùng lạnh mình đó mình lấy đá cục đó mình đập ra cho thiệt nhiễn ha là trong khi á, bà con đang năm ống bình minh đó là ở dưới đầu dưới này có lỗ nè bà con phải cắt cho nó bằng mặt nha cắt cho bằng mặt hết ha đầu trên này cũng giản dị bà con cũng cắt bằng mặt hết nhưng bà con gọc chỉ một khúc nè hao gọc một khúc bà con chừa lại một khúc không nè bà con chừa lại một khúc này đó rồi bà con mới gọc tới đây thì bà con chừa lại một khúc bà, bà con mới gọc tiếp đó rồi mình phải để có cái nắp ở đầu này ha tại vì mình cái này ấy làm ấy thôi chứ không phải làm bên cái kia mình cắt cái đầu này mình cũng để nắp cắt cái đầu này mình cũng để nắp lên luôn rồi á, mình mới đâm xuống dưới cái đáy mình đâm là khoảng 4 tắc một cây là ống bình minh ống 60 là càng tốt 4 tắc hay 5 tắc đó, đó là tùy cho nên bà con thôi nếu bà con làm chuẩn thì khoảng 5 tắc là vừa còn nếu bà con làm chuồng trước biết cái chuồng mình làm không chuẩn thì bà con đâm 5, 4 tắc trở lại đừng có đâm thưa nó thiếu nước thì bà con đập nước đá đó đó bà con mới bỏ vô trong họng này nè thì mình coi con rắn mình nghe trước khi mình bỏ nó đá mình nhắc cho bà con nghe cho kỹ nghe nha là bà con mới nuôi được như em tài dữ thôi chứ bậc không bằng không là không bao giờ cái chuồng nào lên ăn như chuồng em tài mà ra con rắn giống nó mạnh tới mức độ đó đâu đó thì bà con phải cắt bà con coi cái con rắn mình lên trong một đêm đó mình phải gãi mò cho nó ăn ha gãi mò cho nó ăn đâu đó đàng hoàng rồi mình mới lên mình bắt thử một con rắn hay là nó nó ăn nó lặt cái bụng lên mình coi da bụng nó coi nó hơi khô cái da nó không được bóng ướt thì con rắn mình thiếu nước thì mình để là cái phản cũng như cái ống này nè mình cái ví dụ như mình nói bà con hiểu cái ống này nó mình đâm là cũng như nó lên 7 tắc hay hoặc 8 tắc tùy theo bà con thôi tùy theo bà con làm ống dài không cục nhưng bà con để lên cái mặt nước đá lạnh mình đập đó là để vô là nó ba tắc ba tắc tay nước đá lạnh đó nghe nước đá mình làm đó là ba tắc tay mình đập cho nát mình bỏ trong ống này thì nước đá này nó ra nó tải cái xuống dưới cát mình đó là nó gây ra cái độ ướt cho con gắn mình rồi là nó mới là nó đủ độ ẩm con gắn mình lên rất là đẹp rất là bóng nó nó ăn vẫn là mạnh nó ra con gắn con cũng ok luôn nước đá này xuống đây xuống dưới này ướt con rắn nó lại nó uống cũng được nó lại nó mát nó nằm cũng vẫn được nó không có dư đâu nước cho mình tại vì nước đá lạnh này đã, nó xuống dưới là nó qua mình phần cát nó không có dư dư của mình nhưng mà, mà bà con nhớ cho kỹ nha mình coi cái độ con rắn của mình nó khô nhiều hay khô ít nha bà con chứ không phải mà bà con thấy cái chuồng mình nó khô như vậy rồi bà con để cái việc để đầy ống xuống đây là không có đúng nha mình nói dành cho bà con biết trước bà con phải coi con gắn của mình nó thiếu tốc độ khoảng chừng bao nhiêu nước nó vừa đó là bà con mới để hai tắc hay hoặc là ba tắc thường thường nó thiếu ít là mình để khoảng 3 tắc đổ lại ba tắc thì nó hơn cũng một gan nước đá nó ra không có bao nhiêu hết còn nó thiếu nhiều bà con để từ năm tắc nó mới xuống tới dưới mới đủ cái độ ẩm của người ta lại là nó mới đủ đồ nước là bà con nuôi con gắn con mới được con gắn lớn cũng vẫn gì gắt bóng gắt đẹp ra con gắn rất là im luôn đẹp như mơ chứ không có nói mà sơ sẩy điều gì cả hết trơn đó là đó mình mới canh đồ nước của mình nuôi đó cho nên mình mới chỉ bà con chia sẻ bà con cách là đâm ống bình minh bà con mới để vô hơi nóng nó rút ra ở bình minh nó lên cái chuồng mình không hầm không móc là con gắn mình không có bị phòng ở da còn bà con không để ống bình minh mừ chuồng không nuôi được cái chuồng nào bao nhiêu con hết bà con nuôi bà con thả 100 con còn dài ba chục con là cái đó là nó quý dữ lắm rồi đó cái đó là nó quý cho bà con là lắm còn cũng gắn con bà con nuôi không được cả vấn đề luôn đó còn tại sao có chuồng em tài chứ đâm bóng mình minh để cho đẻ nó nở thiên nhiên em tài bắt chuồng bên đây thảy qua chuồng bên kia là 130 con rồi đó bà con tính đi còn bên đó mình bên 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 cái quay chuồng cái đầu tiên mình quay trước đó dẫn ăn gắn lứa gắn con mới nở đó bà con thấy mức tốc độ thế nào không biết bao nhiêu gắn nó mua mình cái chỉ có 40 kg thôi nó hao chỉ có hai con gắn thôi đó mà nó ra tới tốc độ đó bà con nghĩ đi nhưng bà con lúc trước mình nói với bà con á, là cho ăn con nhái con ếch con chuột đó là mạnh nhất bên con gắn hậu hành con chuột nó chưa có lợi là con nhái chuột ếch nữa mình nói thẳng với bà con bà con cho ăn gắn mối ăn gà này kia nọ nó cũng giảm đạm rất cao rất mạnh nhưng không có bằng con nhái với con ếch với con chuột, con chuột đâu còn bà con nuôi con gắn hô hành này nếu như bà con nuôi con rắn hô hành mà bà con cho ăn mồi chết thì bà con nên bó tay bà con đừng có nên nuôi mình nói thẳng bà con một câu ha đừng nên nuôi nếu mình chấp nhận nuôi cho con ga con giống là mình phải bắt buộc phải cho ăn mồi sống nha còn mình nuôi thương phẩm ga rắn thịt thì mình cho ăn màu gì cũng được nó không có sao cả hết nó lâu lớn một chút thôi đó vì con nhái con ếch con chuột cái độ đạm nó rất là cao nó giao phóng rất là mạnh nó đẻ dữ dằn luôn cho nên là con nhái con ếch không có con nào mà lại nó hết trơn đó thì mình khuyên bà con nếu mình nuôi thì phải trì trí đam mê ha đam mê là mình nuôi mới được chứ bà con mới đụng vô một cái một bà con dội bạc đạn là coi như là rồi bà con nuôi không được đâu vì cái những đúng ra đó mình nói đúng ra bà con mình chỉ thẳng lên trên mạng là chỉ thẳng hết là nói chung ra ai nuôi cũng vẫn được hết chứ không phải là không nuôi nếu mà nuôi đại trà được hết là không có bán được đường nào ra nổ trên nếu mà người nào nuôi được như em tài đó không bao giờ gắn tiêu thụ cho hết được đó thì mình chỉ chỉ đó bà con xem nếu người nào sáng ý bắt những cái lời nói của mình hay cử chỉ mình chỉ bên cái clip nuôi gắn bà con lấy khúc này lấy khúc bên kia bà con thảy vô cái chuồng bà con nuôi là ok không có gì cả hết trơn thì mình ghi bà con vậy thôi đó còn cái nữa đó thì bà con nên phơi thương phơi thương cái cây cỏ của mình phơi thương một đêm hay hai đêm tùy theo cái cây cỏ mình nó mềm mới tốc độ nào nó mềm chừng nào cái cỏ mình để vô trong chuồng mới đạt chừng đấy còn mình phơi thương mới một đêm thì cái cỏ mình thảy vô nó cũng chưa đạt nhiều mấy. Cái cỏ mình chưa mềm, nó lâu có một độ mục, cái độ ẩm nó không có có. Cho nên mình phiên bà con đó là không có tưới nước. Mình mới có cái cách mình chỉ cho bà con bằng cái sự mình đo nước đá xuống đá dưới, nó không có dương nước. Bà con gắn lên rất là đẹp, rất là ok, gì cả, không có gì hết. Đó thì mình mong bà con xem cái clip này thì bà con nghe những cái câu nói mình nói bà con nên có nuôi thì bà con phải xem những cái clip khác mình gom lại đi vào chỗ nào mình làm những cái gì ra sao cách thức sao đó bà con phải theo kỹ một bên cái đó đó mình gợi ý gì là bà con nuôi được đó rồi hôm nay á mình nói với bà con á mình cũng đã ngưng nuôi trùng bồn cho nên mình để chỉ cho bà con thôi chứ mình nuôi chuồng thiên nhiên không mà chứ không có nuôi chuồng bồn đâu đó còn gắn mình bán mình nói bà con mình bán là mình không có bao tiêu tại vì nếu mình bán mình bao tiêu là mình không bao giờ bao tiêu nổi nếu mình chỉ ra như em tài nuôi đó thì mười ngừ như em tài nó ra tới 100 trăm ngừ đó mình bao tiêu không bao giờ mình bao tiêu được nào khỏi đâu như em tài nuôi với mấy người em mình đã dạy mình nuôi đó không không phải sóc chăng ba ngừ đặng rồi hậu giang nữa các em thành phố hậu giang em mình quay lên clip nè sau này em đó làm chuồng mình phải đi tích thăng tới nhà em đó luôn mình chỉ cho em đó làm luôn đấy. thành thử ra cái bao tiêu mình bao tiêu nổi đâu mình bán giá nới cho anh em tự nuôi tự kiếm mối tự bán chứ mình không bao tiêu lại hết nó vậy đó thôi hôm nay mình cũng tạm ngừng nha bà con mình cũng chỉ bà con bao nhiêu mình chia sẻ bà con nuôi gắn con thôi còn con gắn lớn gắn con mình cũng đã nói rồi bà con phải theo dõi những mấy clip kia ra sao từ đoạn từ đoạn vậy đó bà con đừng ngắt khúc bà con coi coi mình ý như cái bệnh kia nó ra sao bên đây ra sao mình lấy có mấy cái những cái đó mình gom lại một cái mình lấy năm bảy clip chín mười clip đó mình gom lại một cái trong cái ý nghĩa của nó mình lấy vô mình nuôi là anh anh em bà con nuôi được như em tài chứ không có gì có có hết thôi mình cũng tạm ngưng luôn bà con ơi